Kính thưa quý vị, thổi kèn trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đứng chơi kèn trong một dàn nhạc dưới mặt đất đã khó, lên trạm vũ trụ quốc tế ISS để biểu diễn thật sự là điều không tưởng. Tuy nhiên vừa qua, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jerry Lindgren đã thực hiện được điều đó. Nhà du hành vũ trụ này đã thổi kèn trên trạm vũ trụ quốc tế ISS để tưởng nhớ đồng đội. Đồng đội của anh là nhà khoa học Victor Hertz, người từng tham gia đào tạo các phi hành gia. Jerry Lindgren đã chơi một đoạn nhạc trong bản nhạc tạ ơn Amazing Grace. Ông Hertz đột tử ở tuổi 48 hồi tháng 10 vừa qua. Phi hành gia Lindgren có lẽ đã bị sốc và rất buồn khi nghe tin về cái chết của ông Hertz. Lindgren hiện là một trong 6 nhà du hành đang làm việc trên trạm vũ trụ ISS. Sự kiện này được cho là lần đầu tiên kèn túi được chơi ngoài vũ trụ.